9 năm sau vụ hẹn hò bí ẩn với Jessica, ta ách ơn 2PM cuối cùng đã tuyên bố có bạn gái. 9 năm trước, cụ thể vào ngày ngày 15 tháng 8 năm 2011, Dispatch tung ra loạt ảnh hẹn hò của ta ách ơn 2PM và Jessica cựu thành viên SNSD. Vào thời điểm đó, cả hai ngôi sao đều phủ nhận hoàn toàn nghi vấn tình cảm, và khẳng định chỉ là bạn bè. Tuy nhiên công chúng vẫn một mực cho rằng cặp đôi này thật sự đã hẹn hò kể từ đó, nam ca sĩ chưa hề công khai hẹn hò bất cứ ai. Nhưng ta ơn hôm nay bất ngờ chính thức thừa nhận đang hẹn hò với bạn gái, ngoài ngành giải trí. Được biết, hôm nay vài tờ tin tức xứ Hàn đã đưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên hẹn bạn gái đi chơi tại một trang trại ở Pai Ong Trang, tỉnh Gangwon. Bảy tháng trước, anh từng lộ ảnh hẹn hò với một cô gái ở khu ở khu ông Seoul nhưng không đưa ra phản hồi nào. Phản nghĩ rằng đây chính là bạn gái của nam ca sĩ hiện giờ, bất ngờ thay vì phủ nhận, Ta ơn lại xác nhận thông qua công ty chủ quản Nam 1K, đúng là Ta Eun đang có một mối quan hệ tình cảm với người ngoài ngành giải trí. Chúng tôi vô cùng cẩn trọng về mọi thông tin, vì đây là đời sống cá nhân của nam ca sĩ và bạn gái của anh ấy lại không phải là người nổi tiếng. Trước đó, Ta ơn chỉ dính tin đồn hẹn hò với mỗi mình Jessica nhưng lại phủ nhận. Anh chàng và cô bạn thân cùng nhau đi Nhật du lịch, đi chơi, khiến công chúng không khỏi nghi ngờ về lời phủ nhận tình cảm. Trước đây 7 tháng, anh từng lộ ảnh hẹn hò với một cô gái ở khu AP Gujeong, Seoul. Nguồn Onpop. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.